Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các anh em tham gia chương trình bao tiêu từ sàn Hotbit nha các bạn. Nhận 50 đô top cần có kỳ RD DEM. Và 500 người may mắn có thể nhận được 0.1 top cần DDEM nha các bạn. Top cần DDEM này chắc mấy ngàn đô một top cần hay sao. Để tham gia hôm nay, quan clip phần link mô tả thứ nhất, mình tất cả các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Hotbit nha. Cái tài khoản Hotbit các bạn copy cái ID này giúp mình các bạn. Bạn sao chép đây nè. Rồi các bạn trở lại, các bạn click cái phần link form thứ hai của mình, các bạn bắt vào đây giúp mình các bạn. Mình thường thì làm những giá không có tiếng dép cho các bạn không các bạn. Mình làm chủ yếu là cho bạn bắt vào đây các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter Hotbit các bạn. Các trang mạng xã hội này chơi rồi bạn chụp hình lên nha bạn. Tất cả các bạn follow các bạn chụp hình lên nha bạn. Rồi các bạn cũng follow kênh thứ hai các bạn chụp màn hình lên luôn các bạn. Các bạn follow 3 kênh luôn các bạn, các bạn chụp màn hình nó giúp mình nha các bạn. Chơi chụp hình lâu quá ta. Rồi sau đó các bạn join tiếp kênh Telegram, các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi sau khi các bạn join xong, các bạn chụp màn hình lại giúp mình một bức ảnh nữa nha các bạn. Rồi ok, các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn tải lên 3 bức ảnh các bạn follow từ Hotbit nha các bạn. Chuẩn từ thiết bị nha các bạn. Các bạn vô tệt nha các bạn. Rồi các bạn chọn 3, tải lên 3 bức ảnh luôn các bạn. Rồi bấm nút xong, tải lên 3 bức luôn các bạn. Bạn tiếp tục tải lên một bức ảnh, các bạn join vào kênh Telegram luôn các bạn. Các bạn chọn từ thiết bị nữa các bạn. Cái tài khoản account này thì các bạn điền lấy username tất cả các bạn nha các bạn. Thì chương trình góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 3 nha các bạn. Từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 nó kết thúc các bạn. À, cộng MMO của anh các bạn. Rồi mong muốn gỡ nha các bạn. Sau này tôi cần nó sẽ phân phối về sàn nha các bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình bounty nhận 50 đô top cần DDEM đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên like, bấm chuông, cập nhật, đăng ký những clip tiếp theo từ mình nhé.